Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị, với chủ đề Cùng nhau xây dựng tương lai, hôm qua Festival Thanh niên Thế giới đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Giáo dục Sirius ở thành phố Sochi của Nga. Sự kiện dành cho giới trẻ quy mô nhất trên thế giới này quy tụ 20.000 người tham gia, trong đó có 10.000 thanh niên Nga cùng lực lượng thanh niên đến từ 188 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đoàn Việt Nam cũng tham gia sự kiện với hơn 100 thành viên. Mở màn cho lễ khai mạc là một tiết mục công phu hoành tráng hiện đại diễn ra tại cung băng Sochi, vốn được xây dựng cho Thế vận hội 2014. Nội dung xuyên suốt nói về tình yêu của hai bạn trẻ người Nga, xen vào đó là những đoạn giới thiệu các thành tựu khoa học và kỹ thuật và nêu bật những giá trị truyền thống gia đình của nước Nga. Phát biểu qua video, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tới vai trò của thế hệ trẻ, những người nắm trong tay vận mệnh của thế giới này. Ông Putin khẳng định sự đoàn kết đa quốc gia là giá trị lớn nhất và điều này quyết định phần lớn các nguyên tắc mà nhà nước và xã hội tồn tại và phát triển ngày nay. Theo Tổng thống Putin, trong một thế giới như vậy, không có chỗ cho phân biệt chủng tộc, độc tài, tiêu chuẩn kép và dối trá. Festival là nền tảng để các thủ lĩnh thanh niên có thể trao đổi ý kiến cởi mở, bày tỏ quan điểm của mình và được lắng nghe, chung tay giải quyết các vấn đề xã hội và các vấn đề trên thế giới, cũng như cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và thịnh vượng. Chủ đề của Festival năm nay là Cùng nhau xây dựng tương lai. Có thể nói là mỗi người dân Việt Nam đều mang cho mình rất là nhiều những kỷ vật, nhưng mà em nghĩ rằng là cái thứ duy nhất mà tất cả mọi người dân Việt Nam khi đến với Festival lần này đều mang đó chính là một tinh thần Việt Nam vô cùng yêu nước, vô cùng yêu thế giới, cũng như là vô cùng yêu sự hòa bình, cũng như là những điều tốt đẹp trên thế giới. Tôi thực sự thích Festival, có rất nhiều bạn bè, những người khác nhau chia sẻ và kể về văn hóa của họ. Tôi như được đến hơn 145 quốc gia chỉ trong một quãng thời gian ngắn vậy. Trong 7 ngày diễn ra festival, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 3, các nhà lãnh đạo trẻ trong các lĩnh vực khoa học, văn hóa, giáo dục, thể thao, truyền thông, kinh doanh, từ thiện, tình nguyện, hợp tác quốc tế và các lĩnh vực khác sẽ tham gia vào việc thiết kế một tương lai tốt đẹp cho toàn bộ trái đất. Ngày 2 tháng 3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tại hai bang của Mỹ, tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua giành quyền đề cử của đảng này ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Theo kết quả kiểm phiếu, trong cuộc bỏ phiếu kín tại bang Missouri, ông Trump được 924 phiếu ủng hộ, tương đương 100%, và tạm thời giành được 51 trên 54 đại biểu của bang này. Qua đó nâng tổng số đại biểu ông giành được lên 212 đại biểu trong tổng số 1.215 đại biểu cần đạt được để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, đối thủ của ông Trump là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley không giành được phiếu nào tại Missouri và tổng số đại biểu vẫn dừng ở con số 24. Tại bang Michigan, nơi triển khai đề cử hỗn hợp gồm bầu cử sơ bộ và họp kín, cựu Tổng thống Trump cũng đánh bại bà Haley tại toàn bộ 13 khu vực bầu cử tham gia họp kín. Trước đó, trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang này hôm 27 tháng 2, ông đã giành được 12 trên 16 đại biểu. Với cuộc họp kín, ông chính thức giành toàn bộ 39 đại biểu còn lại. Cuộc bỏ phiếu kín cùng ngày 2 tháng 3 tại Idaho chưa có kết quả chính thức. Tuy nhiên, một số kênh truyền thông Mỹ dự đoán ông Trump sẽ chiến thắng và giành thêm 32 đại biểu tại đây trước khi bước vào ngày bầu cử quan trọng siêu thứ ba mùng 5 tháng 3 tới, khi cử tri ở 15 bang và một vùng lãnh thổ của Mỹ đồng loạt tiến hành bầu cử sơ bộ. Cũng trong ngày hôm qua, các máy bay của quân đội Mỹ đã tiến hành thả lô hàng viện trợ đầu tiên xuống dải Gaza, mở đầu cho đợt viện trợ nhân đạo khẩn cấp theo chỉ thị của Tổng thống Joe Biden. Ba máy bay C-130 của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã thả 66 kiện hàng gồm khoảng 38.000 suất ăn xuống dải Gaza. Các kiện hàng này được thả ở bãi biển phía tây nam Gaza, dọc theo bờ biển Địa Trung Hải của dải đất này. Đợt thả hàng viện trợ này được thực hiện phối hợp với lực lượng không quân Hoàng gia Jordani. Các quốc gia khác như Ai Cập và Pháp cũng đang tiến hành thả hàng viện trợ vào Gaza. Đợt viện trợ của Mỹ diễn ra sau vụ nổ súng, khiến ít nhất 100 người Palestine thiệt mạng trong lúc xếp hàng chờ nhận viện trợ ở khu vực phía bắc Gaza. Mỹ và một số quốc gia khác cũng đang xem xét khả năng thiết lập một hành lang trên biển để chuyển hàng viện trợ nhân đạo quốc tế cho người dân Gaza. Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận hôm qua cho biết tàu chở hàng Shubima của Anh từng bị lực lượng Houthi tấn công vào tháng trước đã bị chìm sau nhiều ngày lênh đênh trên Biển Đỏ. Diễn biến này đang làm gia tăng quan ngại về một thảm họa môi trường.
Cơ quan xử lý khủng hoảng của chính phủ Yemen cho biết nguyên nhân khiến tàu bị chìm là do thời tiết gió mạnh. Thông báo cũng cảnh báo nguy cơ về một thảm họa môi trường từ lô hàng phân bón trên tàu. Trong một tuyên bố ngay sau đó, một lãnh đạo của lực lượng Houthi cho rằng Thủ tướng Anh Rishi Sunak và chính phủ Anh có trách nhiệm trong vụ chìm tàu Rubima. Tàu Rubima thuộc sở hữu của Anh, chở hàng nghìn tấn phân bón, đã hư hại nghiêm trọng sau khi bị trúng hai tên lửa dẫn đường của lực lượng Houthi vào ngày 18 tháng 2. Thủy thủ đoàn đã bỏ lại con tàu và vụ tấn công đã dẫn đến một vết dầu loang dài tới 29 km. Houthi nhấn mạnh mục tiêu tấn công của nhóm này là những con tàu liên quan tới Israel nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza. Hôm qua, hàng nghìn người dân Cuba đã tập trung trước quảng trường Tòa án Chống Đế quốc ở thủ đô La Habana để tái khẳng định tình đoàn kết với người dân Palestine và phản đối các cuộc tấn công tại Gaza. Dẫn đầu đoàn tuần hành ngày 2 tháng 3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ đau buồn và phẫn nộ trước những cuộc thảm sát đẫm máu tại dải Gaza. Nguyên thủ Cuba khẳng định nước này sẽ không bao giờ thờ ơ trước tội ác và sẽ đấu tranh vì hòa bình, vì một thế giới tốt đẹp hơn. Thủ tướng Cuba Manuel Mario, Phó Chủ tịch nước Salvador Valdés, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez Parilla và Đại sứ Palestine tại đảo quốc Caribe Akram Samhan cũng tham gia cuộc tuần hành do Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba, Hội Phụ nữ Cuba cùng nhiều tổ chức chính trị, xã hội phát động. Nhiều hoạt động tương tự cũng diễn ra cùng ngày tại các thành phố lớn của Cuba nhằm yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza. Thủ tướng Canada và người đồng cấp Italy đã hủy chuyến thăm tới phòng trưng bày nghệ thuật Ontario ở thành phố Toronto vì lý do an ninh. Thay đổi đột xuất trong lịch trình chuyến thăm chính thức Canada của nhà lãnh đạo Italy được Văn phòng Thủ tướng Canada thông báo ngày 2 tháng 3. Tuyên bố của người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Canada xác nhận sự kiện thăm phòng trưng bày nghệ thuật Ontario đã bị hủy vì lý do an ninh. Vụ việc hiện do lực lượng cảnh sát Hoàng gia Canada tiếp nhận, song đơn vị này hiện chưa đưa ra bình luận. Được biết, có hai nhóm biểu tình kêu gọi phản đối chính phủ Canada và ủng hộ người dân Palestine đã tụ tập bên ngoài phòng trưng bày. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đang thăm chính thức Canada sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ. Trong khuôn khổ công du, Canada và Italy đã đồng ý tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm an ninh năng lượng và chuyển đổi sang tương lai năng lượng bền vững trong vòng 3 đến 5 năm tới. Với mong muốn mang đến hương vị phong phú của các món ăn Việt Nam khác nhau đến với người dân Nam Phi, hôm qua 2 tháng 3, một quán ăn nhỏ tại thành phố Johannesburg mang tên Obento đã tổ chức sự kiện ẩm thực Việt Nam được đông đảo thực khách địa phương quan tâm. Sự kiện được chủ nhà hàng người Nam Phi tổ chức với cảm hứng có được sau khi đi du lịch ẩm thực trong 2 tuần tại Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái. Ngay khi quán ăn chưa mở cửa, rất nhiều thực khách đã đến xếp hàng chờ với niềm háo hức được thưởng thức món ăn Việt Nam. Sự kiện diễn ra chỉ trong một ngày duy nhất, thu hút nhiều thực khách đến nỗi tất cả các khung giờ mở cửa từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối đã được đặt kín bàn từ nhiều tuần trước đó. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được thưởng thức các món ăn nổi tiếng của Việt Nam như phở, bánh mì, bún chả, bánh xèo, chả giò. Trong khi đó, với những thực khách đã từng đi du lịch Việt Nam, đây là dịp để tìm lại kỷ niệm và trải nghiệm lại món ăn Việt Nam. Chủ nhà hàng người Nam Phi đã đứng ra tổ chức sự kiện này với cảm hứng có được sau khi đi du lịch ẩm thực trong 2 tuần tại Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái. Ngay trước khi tổ chức sự kiện, nhà hàng đã thực hiện khảo sát để xem người dân tại Nam Phi biết gì về ẩm thực Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự quốc tế cuối ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình được thực hiện bởi sự phối hợp của Thông tấn xã Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.